danh thắng Tràng An. Tràng An là một khu du lịch đẹp nhất thế giới. Cảnh đẹp nơi đây được tạo hóa ban tặng một cách tự nhiên. Cảnh đẹp Tràng An bao gồm các dãy núi uốn lượn bao quanh, các dòng suối nước tự nhiên tạo nên vô vàn các hang động kỳ ảo huyền bí. Ngồi trên thuyền, chúng ta sẽ cùng khám phá các hang động xung quanh và ngắm nhìn những cánh đồng lúa hai bên dòng suối. Một không gian thiên nhiên vô cùng đẹp cứ mờ dần ẩn hiện trước mắt. Sống ở Việt Nam, nhất định chúng ta phải một lần đến với Tràng An. Khu quần thể hang động sinh thái Tràng An thuộc địa phận xã Trường Yên, Hoa Lư, xã Gia Sinh, Gia Viễn, Nhất Ninh, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, có diện tích hơn 1.500 ha, được phát hiện cách đây vài năm. Được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn với các hang động đầy màu sắc. Điều đặc biệt, Tràng An Ninh Bình, nơi đây chính là một hệ thống hang động nối thông với nhau thành một trận đồ bát quái kỳ ảo. Khi ngồi trên thuyền, chúng ta có thể ngắm nhìn non nước, đàn cá tung tăng bơi lội, nước trong xanh biếc và rêu xanh phủ đầy trên đá. Ngắm nhìn hang động với những giá trị địa chất độc đáo tồn tại từ rất lâu đời, xen kẽ bên dòng nước tự nhiên uốn lượn thong thả trên dòng nước 3 tiếng đồng hồ. Đi qua những hang động độc đáo, chúng ta như chìm đắm vào sự khoan khoái dễ chịu bởi không khí vô cùng trong lành nơi đây. Năm 2001, khu hang động được phát hiện một cách hệ thống nhờ các công trình khảo cứu của các nhà khoa học và người dân địa phương. Đây là địa chỉ du lịch về nguồn hết sức hấp dẫn. Tham quan thủy động Tràng An, chúng ta đi theo đường bộ lẫn đường thủy. Tại đây có khoảng 50 động khô và 50 động nước. Các hang động được nối với nhau bởi gần 30 thung. Mỗi thung là một bức tranh thủy mặc. Rộng nhất là thung đền Trần, 241.600 m². Các thung đều thông nhau bởi các động xuyên thủy khiến núi non gắn bó, làm nên một dáng vẻ sống động. Những nhũ đá lấp lánh chảy dài trên vách hang tạo kỳ quan sinh động. Tên hang động có từ xa xưa đều gợi những câu chuyện lịch sử thần bí. Hang Xeo Lớn, hang Si, hang Ao, hang Thuốc, hang Thính, hang Nấu Rượu, hang Địa Linh, hang Ba Giọt, hang Sáng, hang Tối, thung Mây, thung Khống, vân vân. Độ dài của các hang ở đây cộng lại lên tới gần 20 km. Trên hành trình tham quan, chúng ta sẽ dừng chân ở các di tích lịch sử mang dấu ấn của triều đại Đinh, Lê, Lý như thung Láng, hậu cứ của vua Đinh, đền Trần thờ Hưng Đạo Đại Vương, phủ Khống thờ bảy vị quan Đinh triều Đinh, chùa Bái Đính, hang Long Ẩn, chùa Bàn Long, vân vân. Trong quá trình khai thác, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều cổ vật như đĩa, quả cân, đồ gốm, tiền cổ, tháp thờ Phật, bát sứ, nhạc ngựa, vân vân, thuộc niên đại thế kỷ thứ 10. Đặc biệt, các dãy núi nơi đây tồn tại hệ sinh vật đa dạng phong phú, trong đó có những động vật quý hiếm như chim phượng hoàng đất, sáo, khiếu, khỉ, chăn, đặc biệt là vượn yếm trắng, một loài có tên trong sách đỏ của thế giới.
không giống như Tam Cốc. Tràng An có thể tạo thành hành trình xuyên thủy khép kín mà không phải quay ngược lại. Quần thể hang động được ví như một trận đổ bát quái. Các dãy núi, hồ nước và hang động tạo thành một thế trận liên hoàn. Mỗi hồ là một bức tranh thủy mặc khác nhau về thế núi, dáng núi và hồ nước. Mây trời non nước như hòa quyện với nhau, thoát ẩn, thoát hiện. Điều diệu kỳ ở đây là hồ được nối liền với nhau bởi các gạch nối là các động xuyên thủy có độ dài, ngắn khác nhau. Những hang động này truyền tải nước đối lưu chảy thông qua khe núi đến khe núi khác. Núi răng thành lũy bao bọc quanh hồ nước và ở giữa nổi lên khu đất với rừng cây mọc thành đảo. Xa xa trên triền núi, dưới tán cây rừng lúp xúp, những đàn dê đang leo trèo trên các tảng đá chênh vênh. Vẻ đẹp Tràng An trong làn khói núi thành xưa được ví tựa câu ca: long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Cuộc họp của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO lần thứ 38 tại Doha, Qatar công bố quần thể danh thắng Tràng An trở thành di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới theo tiêu chí về đánh giá văn hóa, thẩm mỹ và giá trị địa chất địa mạo. Như vậy, Tràng An vừa trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam được công nhận. Lựa chọn mô hình du lịch sinh thái khám phá thiên nhiên kết hợp với lịch sử đấu tranh xây dựng giữ nước cùng văn hóa tâm linh xung quanh các đền thờ, giai thoại về tên gọi các hang động đã tạo nên một Tràng An xanh hấp dẫn đầy ý nghĩa giữa đất trời Việt Nam. Chỗ hát đấy, ai thích hát thì vào đấy hát, đúng không?
Được cái này nữa của